Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải 36 đề ôn luyện toán lớp 5. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề 4A. Bài số 1, đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Tổng của hai số là 376. Số thứ 2 bằng 3/5 số thứ nhất. Tìm hai số đó. Rồi đây là cái tổng. Đó. Con số là 376 nên là một cái tổng. Và tiếp theo người ta nói là số thứ hai là bằng là 3/3 và số thứ nhất là 5/5. Như vậy bài toán này nó sẽ rơi vào cái dạng toán gọi là tổng tỷ. Tổng tỷ thì chúng ta sẽ đi tính tổng số phần. Tổng số phần là chúng ta sẽ có này 5 này. Ta cộng cho 3 này. Được không? Là bằng là 8/8. Rồi. Tìm hai số đó. Như vậy là chúng ta sẽ lấy là 376 ta chia 8/8 và ta nhân cho số thứ hai thì là nhân cho 3. Được không? 3. Rồi như vậy là cái số số thứ hai thì chúng ta sẽ được là 140 11. Số thứ hai đó là 3/3. Đây là số thứ hai ha. Số thứ hai. Rồi số thứ nhất. Số thứ nhất thì chúng ta cũng 1 thì chúng ta sẽ lấy cái tổng này nè. Ta trừ ra số thứ hai thì ra số thứ nhất. Còn 2 thì chúng ta cũng làm tương tự vậy. Ta chia cho 8/8. Ta chia cho 8 và ta nhân cho 5 bằng bằng là 230 15. Rồi chúng ta đi tìm đáp án. Đây là con số nhỏ này là số thứ hai ha. Cái này là số thứ nhất này không phải, này là nó không phải. Đây số thứ hai đây nè. Số thứ hai là 141 và số thứ nhất là 235. Như vậy cái này là đúng này. Còn này là sai này. Bài số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Hiệu hai số là 240, tỷ số giữa hai số là 7/12, tìm hai số đó. Như vậy thì cái này là cái con số 240 này là một cái ký hiệu, được không? Cái hiệu. Cái này là một cái tỷ số. Tỷ số giữa hai số đó là 7/12. Như vậy trong này người ta họ không nói là số bé số lớn gì hết. Nhưng mà số bé nó là 7/7, còn cái số lớn nó là 10 12/2. Như vậy cái bài này thì chúng ta sẽ đi tính là hiệu số phần. Hiệu số phần thì chúng ta sẽ lấy là 12 ta trừ cho 7 là bằng là 5/5. Rồi số thứ nhất thì chúng ta sẽ lấy là 240 ta chia cho 5/5 và ta nhân cho 7 bằng. Đây cái này chúng ta sẽ tính được là 330 36. Rồi số thứ hai thì ta lấy 240 ta chia cho 5 và ta nhân cho 12/2 nè, tại vì đây là 12/2 bằng là 570 16. Rồi đáp án nào đây? Không phải. Đây câu B. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Đúng thì ghi D, sai thì ghi S. Một ô tô đi trong 5 giờ được là 225 km. Ở ô tô đó đi trong 8 giờ thì được là bao nhiêu km? Như vậy cái bài toán này thì chúng ta sẽ gọi là bài toán rút về đơn vị. Chúng ta sẽ tính coi thử trong 1 giờ này thì ô tô đi được bao nhiêu km, được không? Rồi ta nhân cho 8 giờ. 1 giờ thì ô tô đi được bao nhiêu km? Km thì ta lấy 225 này. Ta chia cho 5 này. Bằng được là 40 15 km. Một giờ thì đưa được 45 km. Ta lấy là
Ta lấy 8 giờ, ta nhân cho 45 bằng 360 km. Vậy cái này là đáp án này là sai nè, đáp án này là sai nè, 360 này là đúng nè. Bài số 4, đúng thì ghi D, sai thì ghi. Một tổ công nhân có 4 người làm xong một công việc. Như vậy là một tổ này có 4 người xong công việc trong 12 ngày. Nếu chỉ có 3 người thì làm xong công việc đó trong mấy ngày? Nếu năng suất làm của mỗi người thì như nhau, không thay đổi. Rồi cái bài này thì chúng ta sẽ đi tính xem coi một người phải làm được là bao nhiêu ngày. Như vậy ta lấy 4 người nè, ta nhân cho 12 là bằng là 48 ngày. Một người làm số ngày là 4, ta nhân 12 là 48 ngày. Rồi như vậy ta lấy là 40 18 ta chia cho 3 người được là 10 16 ngày. Này là đáp án này là sai. Đáp án này là sai. Đáp án này là đúng. Nó qua bài tiếp theo là bài số 5. Khoanh vào chữ đặt trước, câu trả lời đúng. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, tính diện tích mảnh vườn đó. Như vậy thì cái chu vi, cái công thức tính chu vi thì nó là bằng là P này bằng này dài cộng với là rộng nhân 2. Và cái này là chiều rộng là bằng là 2/2 và chiều dài là bằng 3/3. Còn công thức tính diện tích là x là bằng là dài chiều dài nhân với là chiều rộng á, nhưng mà thầy ghi vắn tắt là dài nhân rộng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái chiều dài và chiều rộng. Thì chúng ta thấy đây là một cái tỷ số, và ngay chỗ này là một cái chu vi. Cái chu vi thì chúng ta vừa đi cần là tìm nửa chu vi, nửa chu vi để có cái chiều dài cộng chiều rộng, nên là nó một cái tổng. Cái tổng ở đây là một cái tỷ số thì chúng ta sẽ đi tìm được. Tìm được là nó sẽ rơi vào cái dạng toán gọi là tổng tỷ. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm cái nửa chu vi. Đây là nửa chu vi. Nửa chu vi thực ra nó là chiều dài cộng chiều rộng đó, được không? Chiều dài cộng rộng. Ta lấy chu cái này, chúng ta sẽ chia cho 2. Ta lấy 120 này. Ta chia cho 2. Giờ là bằng là 60. Đây. Đây cái này chính nó là chiều dài cộng chiều rộng, đó là nửa chu vi. Như vậy bây giờ cái này nó trở thành là một cái tổng. Đó, cái tổng. Cái tổng và đây là một cái tỷ số thì chúng ta sẽ đi tính tổng số phần. Tổng số phần thì ta lấy 2 ta cộng cho 3 là bằng là 5 phần. Rồi chúng ta sẽ đi tính cái chiều chiều dài, chiều rộng trước cũng được không? Cái này là rộng. Rộng bằng cái gì? Ta lấy cái tổng này nè. Được không? Ta chia cho tổng số phần nè. Và nhân cho chiều rộng là 2 phần, nhân cho 2 bằng. Như vậy là bằng là 20 14 đơn vị là mét. Rồi, dài. Dài thì chúng ta sẽ cũng tương tự vậy, còn không thì chúng ta sẽ trừ ra, có hai cách làm. Chúng ta lấy cái tổng này nè, ta trừ ra cho cái chiều rộng này thì ra chiều dài. Còn không thì chúng ta sẽ tính 60 ta chia cho 5 và chúng ta sẽ nhân cho 3 bằng 36. 36 mấy. Thầy nói là ngay chỗ này nè. Chúng ta tính theo cách này hoặc là cách khác là ta lấy tổng là 60 nè, ta trừ cho 24 là chiều rộng này thì cũng bằng là 36 của chiều dài. Được không? Đó, cách nào cũng được. Rồi bây giờ có chiều dài và có chiều rộng rồi, chúng ta sẽ lấy
hai cái đó nhân nhau 24 ta nhân cho 36 và bằng là 860. 14 đơn vị là mét vuông. 864 như vậy là đáp án B. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Mẹ cho hai anh em 40 cái kẹo. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Hỏi mẹ cho mỗi người là bao nhiêu cái kẹo? Rồi chúng ta đọc lại cái đề và chúng ta phân tích ha. Mẹ cho hai anh em là 40 cái kẹo như vậy, cái con số này là một cái tổng. Rồi, tại vì này là số kẹo này là của hai anh em. Số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Như vậy cái quan trọng là ngay chỗ gấp rưỡi này, à, gấp rưỡi này. Thì gấp rưỡi chỗ này thì nó là sẽ là bằng là gọi là 3/2. À, 3/2 thì gọi là gấp rưỡi. À, 3 chia 2 là bằng là 1,5, nó là gấp rưỡi. Thì như vậy là cái 3 phần là số kẹo của em và 2 phần là số kẹo của anh. Rồi. Bây giờ thằng tiếp theo người ta hỏi mẹ cho mỗi người là bao nhiêu cái kẹo. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ có là đây là cái tổng và đây là cái tỷ số. Như vậy bài toán này nó sẽ rơi vào cái dạng toán gọi là tổng tỷ. À, chúng ta đi giải ra tính tổng số phần. Rồi chúng ta qua cái trang tiếp theo để chúng ta giải. À, cái bài này không còn là trắc nghiệm nữa mà chúng ta yêu cầu là chúng ta giải. Chúng ta qua trang ha. À, số kẹo của em gấp rưỡi số kẹo của anh. Này em là 3/2, anh là 2/2. Rồi chúng ta đi tính tổng số phần. Tổng số phần bằng nhau, ta lấy 3 cộng 2 bằng là 5 phần. Rồi chúng ta sẽ đi tính cái số kẹo của em trước cũng được, anh trước cũng được. Số kẹo của em trước ha. Số kẹo của em là, rồi ta lấy là tổng là 40 nữa. 40 cái kẹo. Ta chia cho tổng số phần là 5 phần. Và ta nhân cho em là 3. 3 phần bằng 40 ta chia cho 5 là bằng là 8. 8 x 3 là 24 cái kẹo. Số kẹo của anh là, chúng ta sẽ lấy tổng số kẹo ta trừ cho số kẹo của em. Được. Thì ra số kẹo của anh 40 ta trừ cho 20 14 bằng 16 cái kẹo. Đáp số là 24 cái kẹo, 16 cái kẹo. 24 là của em, 16 là của anh. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Dùng một số tiền để mua gạo tẻ với giá là 6.000 đồng 1 kg, thì mua được là 30 kg. Với số tiền đó, nếu mua gạo nếp
với giá là 9.000 đồng 1 kg thì được bao nhiêu kg? Bây giờ chúng ta xem lại cái đề. Dùng một số tiền này thì số tiền này chưa biết để mua gạo tẻ với giá là 6.000 đồng 1 kg thì mua được là 30 kg. Ta lấy hai này ta nhân nhau thì chúng ta sẽ tính được là số tiền mua gạo tẻ hết là. Rồi ta lấy có số tiền đó, cũng dùng số tiền đó chúng ta mua gạo nếp, thì ta lấy cây nếp thì người ta họ cho là 9.000 đồng 1 kg, thì kg thì ta lấy cái số tiền mà hồi nãy đó, ta chia cho này thì ra cái số kg. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tính cái là số tiền mua gạo tẻ là. Ta lấy là 6.000 đồng. Ta nhân cho 30 kg. Cứ 6.000 đồng 1 kg mà ta mua 30 kg, 6 x 3 là 18. 4 số 0, 1, 2, 3, 4. Như vậy là hết là 180.000 đồng. Rồi ta lấy số này chúng ta sẽ chia cho cái số tiền của gạo cậu nếp này, thì ra số kg gạo gạo nếp này. Số kg gạo nếp mua được là, số kg gạo nếp mua là 180.000. Ta chia cho 9.000 bằng 18 chia 9 là bằng là 2, 20 kg. Đáp số là 20 kg. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Mua 5 mét vải hết 120.000 đồng. Hỏi mua 15 mét vải như thế hết là bao nhiêu tiền? Rồi, người ta nói là mua 5 mét vải ha, hết 120.000 đồng. Hỏi mua 15 mét vải thì hết bao nhiêu tiền? Người ta yêu cầu là giải bằng hai cách. Cái bài toán này á thì chúng ta sẽ cách thứ nhất rút về đơn vị, có nghĩa là chúng ta sẽ tính được 1 mét này là bao nhiêu tiền. Rồi ta nhân cho 15 mét. Đó là cách thứ nhất. Rồi, 1 mét vải số tiền là, hoặc là mua 1 mét vải, mua 1 mét vải hết số tiền là. Ta lấy 120.000 đồng, ta chia cho 5 bằng 24.000 đồng. Rồi, 1 mét vải là hết 24.000 đồng mà 15 mét ta lấy, hai này nhân nhau. Số tiền mua 15 mét vải hết là, ta lấy 15 ta nhân cho 24.000 bằng là 360.000 đồng. Rồi chúng ta qua cách 2. Cách 2 chúng ta thấy này, cái đây là 5 mét vải, còn đây là 15 mét vải. Chúng ta thấy nó gấp nhau mấy lần. Ta lấy 15 ta chia cho 5 là 3 lần, gấp nhau là 3 lần. Như vậy cái số tiền này chúng ta cũng nhân cho 3, nhân cho 3 thì ra cái này. 15 mét vải gấp 5 mét vải
Số lần là 15 ta chia cho 5 là bằng là 3 lần. Số tiền mua mười lăm mét vải hết là 120.000, ta nhân cho 3 là bằng là 360.000 đồng. Nó cũng y chang như cái cách đây. Đáp số là 360.000 đồng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.